Bắt đầu từ thời kỳ nào? Vâng. Và hiện nay thì cái vết tích lại đó thì cổ nhất là cái thời kỳ nào? Ừ. Theo như sử chép anh biết rằng thì là ở thời Lý Trần thì nó lại có 61 phường cơ, chứ nó không phải là 36. Cái tên gọi là 36 phố phường ấy, là có từ Đề Lê, tức là Đề Lê thì gọi một cái Hà Nội này coi như là một cái phủ chia làm hai huyện, thì mỗi huyện là 18 phường, nhưng mà đấy là 36 phường, chứ còn phố thì rất là nhiều, cho nên là con số 36 cũng chỉ là một con số tượng trưng thôi. Thế nhưng mà bây giờ mà cái mà chúng tôi nhận thấy hay là bây giờ nhà nước cũng muốn là quy hoạch lại cái khu phố cổ ấy, thì vẫn là lấy cái khu là ở phía tây và phía bắc của Hồ Gươm. Vâng. Tức là nó vẫn rơi vào cái chỗ những cái phố mà mang tên cái chữ Hàn, tức là Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đường, tất cả các cái khu đó, Hàng Thiết hay là Hàng Mã, cái khu đó vẫn là cái gọi là khu phố cổ. Thế nhưng mà cái nhìn ở bên trên của Hà Nội ấy, thì tôi với ông giáo sư Tử Chi đã đi lên vào tất cả các cái ngõ ngách của Hà Nội, thì cũng phải nói thật là người ta cứ gọi là khu phố cổ là nó giữ lại cái dáng vẻ cổ thôi, chứ còn không có một cái nhà nào của Hà Nội mà còn đang đứng lên và đang ở được, mà chỉ là ở vào cái thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước, tức là thế kỷ 19. Chúng ta đang ở tầng 4 của nhà 94 Phố Hàng Bạc, là một cái trung tâm của Hà Nội cổ. Và từ trên cao chúng ta có thể nhìn thấy cái đường viền của thành phố, từ phía đường Hàng Đào dọc qua tất cả phía đông của Hà Nội và tới nhà thờ lớn. Tiếp tục chúng ta sẽ thấy lùm cây bao quanh khu vực Hồ Gươm, hai tháp cao của nhà thờ lớn. Và ống kính đưa tiếp ở những ngọn cây bao quanh khu vực Hồ Gươm. Có một tòa nhà đang xây dở, đó là tòa xe điện cũ của Hà Nội, đang được trở thành một cái siêu thị. Đồng hồ là nóc của nhà bưu điện Hà Nội. Sông. Một số công trình bưu xây dựng mới là của Sở Điện Lực. Và nếu ra phía góc kia chúng ta sẽ thấy nóc của cái tòa án Hàng Tre cũ, là một trong những công trình kiến trúc của thời kỳ thuộc địa, là chính là nơi đã diễn ra cái vụ án Phan Bội Châu. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy lòng đường Hàng Bạc, một đường phố cổ bây giờ cũng đã được xây dựng lại nhiều. Và trước năm 54 đây là phố của những người giàu có, mà đặc trưng là những cái dãy cửa sắt, bởi vì phần lớn là các cửa hàng vàng bạc và những đá quý. Phía ngã tư đầu Hàng Bạc chính là Hàng Đào và Hàng Ngang. Hình ảnh về một phố cổ Hà Nội, phố Hàng Bạc, hình chụp năm 1883. Đám ma ở phố Hàng Đào, chụp năm 1926. Hình ảnh một đám ma ở Hà Nội năm 1926.
1941. Xe hoa tại Hà Nội năm 1923. Từ trên đường cao anh nhìn xuống sẽ thấy những cái mái nhà là một trong những đặc trưng kiến trúc của nhà cửa Hà Nội cũ. Và chỉ qua kiến trúc bề ngoài chúng ta có thể thấy được rất nhiều cái lớp lang của nhiều cái lớp nhà được xây dựng từ nhiều thời khác nhau và đan xen lẫn nhau. Ngôi nhà số 141 mà chúng ta thấy đó là ngôi nhà số 141 của Hoàng Bạc hiện nay, và cấu trúc của nó tương đối đặc trưng cho cái lớp nhà được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20, chủ yếu là sử dụng ngói ta và có những cái đầu hồi rất đặc trưng mà chúng ta thường thấy ở trong những cái bức thư họa của Bùi Xuân Phái, phố cổ Hà Nội, hai cái đầu mố kìa. Ngôi nhà theo hình ống rất sâu. Phía sau ngôi nhà này đã cải tạo nhiều nhưng vẫn còn lại cái dáng nét để bố cục của ngôi nhà cổ. Và thường thường trên sân thượng có một cái miếu nhỏ. Cạnh đó cũng là một hai ngôi nhà tương đối cổ cùng cái lớp thời gian. Mái thôi, còn nếu chúng ta nhìn mặt tiền của ngôi nhà chúng ta sẽ thấy nó bị phá vỡ rất nhiều, bởi lẽ đây là một cái đường phố buôn bán của trung tâm Hà Nội và những lợi ích thương mại đòi hỏi người ta phải cải tạo, mặc dù sự cải tạo còn rất tạm bợ. Hai ngôi nhà bên cạnh 137, 139 cũng ở tình trạng tương tự như vậy. Trên mái thì hoàn toàn là cũ, nhưng mà mặt tiền thì đã bị cải tạo. Chỉ cách mấy cái ngôi nhà đầu thế kỷ một khoảng 10 nhà, chúng ta sẽ thấy được một cấu trúc tương đối điển hình của những cái nhà của Hà Nội trước năm 45. Trong thời gian này thì những cái vật liệu như là bê tông cốt sắt chưa có. Tuy nhiên chúng ta thấy rất nhiều cái yếu tố mới. Và tất nhiên đây là nhà của cái lớp người tương đối khá giả của Hà Nội cũ. Mà trên gác thường là cái miếu, thì ở đây chúng ta thấy dấu tích của một cái nhà thờ họ. Đến ngày hôm nay thì nhà thờ họ chỉ còn lại một phần dấu tích thôi vì đã bị cải tạo để thành nhà ở. Chúng ta sẽ thấy một cái mái hoàn toàn mới. Đó cũng là đặc trưng của Hà Nội hiện nay, tính chất vá víu do cái nhu cầu cuộc sống hiện đại. Trên những dấu tích cổ thì hầu như là càng ngày càng bị mất đi. Gần hai cái ngôi nhà chúng tôi vừa giới thiệu là một ngôi nhà được xây dựng vào thế hệ sau năm 45, tức là những năm 50, khi Hà Nội trở thành một cái thành phố tạm chiếm, nhưng cũng là thời kỳ mà rất nhiều người trở nên giàu có nhanh chóng, và phố Hoàng Bạc tại giai đoạn này thực sự trở thành một cái đường phố bán những vàng bạc và đá quý. Với kiến trúc kiểu sử dụng nhiều đến bê tông, đến granito, đến những cái cửa sắt mà với mô típ hiện đại, thì ngôi nhà này cũng được coi là một ngôi nhà rất điển hình của cái thời kỳ lịch sử tương đối ngắn ngủi này. À,
ngày nay thì hết sức là phổ biến, nhưng vào những năm 50 thì phải nói là hết sức hiếm hoi. Nó chỉ có ở những cái ngôi nhà mà của những người giàu có, và đặc biệt là buôn bán những thứ hàng hóa quý như phố vàng bạc. Còn bây giờ thì cửa sắt, những cái cửa kéo sắt ấy, thì đã trở thành quá phổ biến rồi. Nhưng tôi nhớ khoảng những năm 50 thì rất ít nhà, mà chủ yếu là tập trung ở các phố buôn bán lớn, trong đó có hàng bạc. Một thời gian rất dài từ sau 1954 thì hầu như là những công trình xây dựng dân dụng rất ít phát triển. Ở riêng phố Hàng Bạc thì rất nhiều ngôi nhà là những chủ giàu có, họ đã đi xa hoặc ra nước ngoài hoặc vào phía Nam. Và đây cũng là một cái điểm rất điển hình của dân cư Hà Nội. Một ngôi nhà phải rất có rất nhiều chủ đến và hầu như không được sửa sang gì, xuống cấp rất nghiêm trọng. Nhưng tình trạng đó bắt đầu thay đổi từ những năm 80 gần đây. Và với cái sự phát triển của kinh tế tư nhân thì tất cả cái trình độ về mức sống của cái người dân được thể hiện rất nhiều ở kiến trúc nhà cửa. Và đây là một ngôi nhà vừa được xây xong trong năm 92 này, là số 121, một ngôi nhà rất hẹp về mặt tiền nhưng được xây dựng lại hoàn toàn theo kiến trúc hiện đại, với đặc trưng là sử dụng rất nhiều cái vật liệu mới, và nó thể hiện cái mức sống của cái gia đình. Ngôi nhà rất hẹp về mặt tiền nhưng lại rất sâu. Đó là đặc trưng còn giữ lại của Hà Nội cũ. Nhưng chắc chắn về kiến trúc và những tiện nghi bên trong nó được cải thiện rất nhiều. Chỉ từ một chỗ đứng, chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều cái lớp phát triển của Hà Nội từ đầu thế kỷ thứ 20 cho đến ngày hôm nay. Đó là một cái Hà Nội rất xưa, nhưng cũng từng ngày từng giờ đang bị phá vỡ bởi nhu cầu của ngày hôm nay. Cũng từ vị trí ở phố Hàng Bạc, chúng ta lại quay ngược ống kính đi dọc theo cái đường phố Hàng Đào, và chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái ngôi mái nhà của những cái phố cũ, và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy dần dần xuất hiện cái tính chất của kiến trúc mà người Hoa đã ở rất lâu Hà Nội. Đặc trưng kiến trúc từ sau năm 45, từ trước năm 45, nơi mà dùng những rất nhiều vật liệu mới, những viên ngói cũng được gọi là ngói Tây, và những đồ hồi rất đặc trưng mà chúng ta vừa thấy ở những ngôi nhà cổ Hà Nội cũng được thay thế bằng những cái vật liệu kiến trúc hoàn toàn mới. Giờ đây chúng ta đang đứng trên sân thượng của một ngôi nhà 3 tầng ở phố Hàng Đường, tức là cũng trung tâm của một cái Hà Nội cũ. Và các bạn nhìn thấy một cái cây đa rất lớn, dấu ấn còn lại của cái đời sống làng xã. Và kèm theo cây đa này, khuất ở dưới mà chúng ta không nhìn thấy, là ngôi đình Thanh Hà nổi tiếng. Và xưa kia cái lòng đường phố Ngõ Gạch lại chính là lòng của một con sông cổ. Và các bạn có thể tưởng tượng được rằng cây đa và mái đình này xưa kia nằm bên bờ một con sông. Ở đây ra đến Bạch Mã cũng rất gần. Ông kính tiếp tục cho các bạn nhìn thấy từ trên cao những cái mái nhà của Hà Nội. Các bạn sẽ thấy được cái sự đan xen của nhiều cái lớp kiến trúc khác nhau một cách hết sức lộn xộn, và chủ yếu là phù hợp với cái nhu cầu của cái sự tăng trưởng dân số quá lớn.
Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được cái dấu tích cũ của Hà Nội. Giờ đây các bạn đang nhìn thấy cái mái ngói, mái của chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân hết sức nổi tiếng đối gắn liền với tên tuổi của thủ đô. Nhưng mà chợ Đồng Xuân ngày nay đã bị hiện đại hóa nhiều rồi, đã trở thành một tòa nhà 3 tầng với kiến trúc hiện đại. Ngay mặt tiền của chợ Đồng Xuân giờ đây cũng chỉ còn 5 nhịp mái. Mà ở vị trí này chúng ta không nhìn thấy được. Trong số những dấu tích cũ của Hà Nội, các bạn có thể nhìn thấy dấu tích còn lại của kiến trúc một ngôi một cái nhà thờ họ thường rất phổ biến. Đối với những người chủ nhà mà là tập họ trưởng thì thường luôn luôn phải có trách nhiệm giữ cái bàn thờ họ. Và bàn thờ họ này chúng ta thấy ở trên tầng 2, lắp ghép ở trong những cái khối kiến trúc khác. Đây cũng là một cái nét khá đặc biệt. Nhà thờ họ này nằm trong khuôn viên của ngôi nhà số 16 phố Hàng Đường. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi ống kính về phía phố Hàng Đường, mặt tiền phố Hàng Đường. Và chúng ta sẽ thấy tiếp tục là toàn bộ cái toàn cảnh của một góc trung tâm trong cái Hà Nội cổ. Đó là những mái nhà nằm trong cái khu vực của những tên gọi phố phường rất là quen thuộc của Hà Nội xưa, như phố Hàng Cá, phố Chả Cá, phố Thuốc Bắc. Phố Hàng Cân. Và đây là chính mái ngói của chùa Cầu Đông, rất nổi tiếng của Hà Nội. Địa danh Cầu Đông gợi lại cho chúng ta đây rõ ràng là vị trí gần một cái con sông và có một cây cầu nổi tiếng. Đó là mái chùa Cầu Đông rất nổi tiếng của Hà Nội xưa. Và giờ đây ống kính cho chúng ta dần dần hướng tới một cái ngôi nhà số 47 phố Hàng Đường. Có thể giờ đây thì nó chứ không phải là một ngôi nhà lớn, nhưng vào khoảng những năm 30 và những năm 40 thì phải nói đây là một khối kiến trúc hết sức lớn bằng bê tông cốt thép. Đây là cơ ngơi của một nhà tư sản người Hoa Kiều, hiệu Hồ Quảng Ký. Và từ một cái cấu trúc ngôi nhà ống cổ điển, nó được nâng lên thành một cái tòa nhà hiện đại mà ở trả nơi ở sinh hoạt, mà trở thành một cái cơ sở của nhà một cái xí nghiệp dệt kim của Hồ Quảng Ký. Và cũng rất truyền thống là ngôi nhà này vẫn theo hình ống và cũng có đường thoát ra phía không có gạch. Mà chúng ta đang nhìn thấy cũng 3 tầng, nếu không kể phía nóc có một thêm một cái nhà thờ. Thì đó chính là một tòa nhà ăn thông từ phố Hàng Buồm ra phố Ngõ Gạch. Ngôi nhà này có hai chức năng và cũng gắn liền với hai cái tên rất nổi tiếng của Hà Nội xưa cũ. Phía trước là cửa hàng Đông Hưng Viên, là một quán cao lâu của người Tàu rất nổi tiếng. Mà theo tôi biết, sau năm 54 thì ông chủ cũng mang cái tên bảng hiệu này vào hoạt động ở Sài Gòn. Còn phía phố Ngõ Gạch thì lại là một cái rạp hát, lúc thì hát tuồng và lúc thì là chiêu bóng, và có cái tên chung là Kim Môn. Xưa kia còn hay dùng tên tiếng Pháp là Porc d'Or. Đấy là những cái nét của Hà Nội cũ mà chúng ta còn thấy lưu lại được trên kiến trúc và trong ký ức của một người đã từng sống lâu ở Hà Nội. Các bạn có thể nhìn thấy một mảng rất xấu xí của Hà Nội ngày hôm nay, rất lộn xộn và hầu như không có phá vỡ toàn bộ những cấu trúc, những nét đẹp cũ. Đó là một cái hiện thực rất đau lòng đối với chúng ta. Những cái điều kiện sống hết sức khó khăn hiện nay khiến cho người ta sẵn sàng phá bỏ tất cả những dấu tích đáng quý
và để thay thế bằng một cách sống rất là cầu thả, nhưng mà phù hợp với cái điều kiện hiện nay của ông chủ của ngôi nhà đó. Tuy nhiên, mặc dù sống trong những điều kiện như vậy, người Hà Nội vẫn cố gắng tìm lấy cái đẹp của mình bằng việc cải thiện cái môi trường sống với cây cối, với các thứ hoa cảnh. Đấy cũng là một cái nét mà rất tiếc ở vị trí này chúng ta chưa thấy hết được những cái đặc sắc riêng của người Hà Nội trong cái nếp sống của mình. Và cũng từ trên cao chúng ta nhìn thử một cấu trúc của một ngôi nhà cũng rất cổ điển của Hà Nội, ngôi nhà số 25 phố Hàng Đường. Chúng ta thấy 3 tầng lớp mái, cũng có nghĩa là căn tương ứng ở dưới là 3 phòng với những chức năng khác nhau. Phòng ngoài cùng thường là cửa hàng, phòng giữa thì thường là phòng khách, phòng trong thường là phòng sinh hoạt. Và chúng ta sẽ thấy một cái hố kiến trúc thường thấy vì nhà ống rất sâu và thường tối, cho nên đây là cái giải pháp để lấy ánh sáng, lấy thông gió, và cũng có thể ở nhiều nơi là cái nơi để vận chuyển hàng hóa từ dưới lên gác. Và chúng ta tiếp tục thấy là càng đi sâu về trong thì đó là những cái diện tích sinh hoạt, và cũng như rất nhiều của nhà cổ của Hà Nội đều có lối cửa sau, và ngôi nhà này cũng vậy, bẻ gấp khúc để đi ra phố Ngõ Gạch. Đó là nơi ngày xưa những nhà khá giả thì để xe tay hoặc là để những cái cơ phương tiện đi lại, đồng thời cũng là nơi đặt những cái thiết bị vệ sinh rất thô sơ của Hà Nội xưa. Sinh ra Hà Nội và ở độ tuổi dưới 50 thì tôi chưa phải là người có thể am hiểu sâu sắc về Hà Nội xưa. Gia đình tôi ở ngôi nhà này ít nhất theo giấy tờ là từ năm 1917, và có lẽ cư dân sống trên Hà Nội cũ thì hiện nay lai tạp rất nhiều, và do vậy những người như tôi cũng có thể coi là Hà Nội cổ gốc. Và các bạn vừa nhìn thấy tất cả một cái quang cảnh dù ở một khóc phố của Hà Nội cổ thôi, các thể bạn có thể mường tượng được cái hồ Hà Nội cổ xưa nó như thế nào. Chắc trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy được tất cả quy mô, nhưng còn ở vị trí này chúng ta có thể thấy được những cái nét rất cụ thể của cấu trúc Hà Nội xưa, mặc dù bị phá vỡ hết sức nhiều rồi. Hơn nữa, theo quan điểm của riêng tôi thì hiểu Hà Nội xưa phải hiểu là một Hà Nội có nhiều cái tầng thời gian khác nhau. Những dấu vết đúng nghĩa của Hà Nội xưa mà chúng ta nói đến Thăng Long, đến Đông Đô, đến 36 phố phường thì hiện nay dấu tích không còn bao nhiêu. Chủ yếu là những công trình kiến trúc tôn giáo, những đền, những đình, những chùa. Còn kiến trúc dân sự thì theo tôi hiện nay hoàn toàn không còn dấu vết. Đây chỉ là một góc trong cái Hà Nội cổ. Cái cổ cũng không rộng bao nhiêu. Rồi các bạn sẽ tiếp tục nhìn thấy trên hình ảnh những cái tên phố rất quen thuộc và rất là đặc trưng riêng của Hà Nội. Đặc biệt là nó gắn liền với những nghề nghiệp truyền thống mà ở nhiều nơi vẫn còn dấu tích. Thí dụ như phố Lò Rèn, thí dụ như phố Hàng Thiếc, thí dụ như phố Hàng Cân, mà rất gần cái địa điểm chúng ta đang ngồi. Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hơn nữa để là một người quan tâm đến lịch sử, tôi có một cái suy nghĩ riêng. Khi ta nói đến Hà Nội cổ thì ta nói đến một Thăng Long, một Đông Đô của rất nhiều thế kỷ xa xưa, nhưng những dấu tích của Hà Nội 36 phố phường ấy chỉ còn đọng lại trong ca dao hoặc trong những cái kiến trúc gắn liền với cái đời sống tín ngưỡng và tôn giáo, những đình, những đền, những chùa. Mặc dù ngay ở những vị trí này chúng ta cũng thấy những cái lớp trùng tu qua các thời đại khác nhau. Còn cấu trúc của cái đô thị Hà Nội về mặt dân sự thì hiện nay theo tôi chỉ còn dấu vết hoàn toàn
của đầu thế kỷ này mà thôi. Nếu như các bạn có thể được nhìn lại những tranh vẽ hoặc là những cái bức ảnh được chụp rất sớm từ cuối thế kỷ thứ 19, thì chúng ta thấy Hà Nội xưa, ngay ở trên những cái đường phố rất nổi tiếng là trung tâm như Hàng Ngang, Hàng Đào, cấu trúc vẫn hoàn toàn mang tính chất là của làng xã. Ở mỗi đầu phố đều có những cái tường rào, những điếm canh và tối tối đóng lại. Lòng phố rất hẹp, và duy nhất khác với nông thôn là tính chất, cái chức năng là buôn bán của nó thể hiện ở hệ thống những cửa hàng. Còn những gì mà chúng ta nhìn lại từ Hà Nội ngày hôm nay thì đó là dấu tích của một Hà Nội thời kỳ đã có một cái thay đổi rất sâu sắc, không chỉ trong đời sống chính trị mà phản ảnh trong cái đời sống văn hóa, tập quán của người Việt Nam. Đó là cái thời kỳ mà Hà Nội đã trở thành một đô thị mang tính chất hiện đại, với một cái hệ thống quy hoạch mà mang ảnh hưởng rất nhiều của những đô thị châu Âu. Đó là cái thời kỳ mà người Pháp đã xuất hiện và xây dựng Hà Nội như một cái trung tâm hành chính, trung tâm kinh tế của cái thuộc địa của mình. Chính vì thế, trong cái quan điểm bảo vệ Hà Nội cổ ngày hôm nay có một sự lệch lạc, ít nhất theo ý kiến cá nhân tôi, là người ta chỉ quan tâm đến những cái đường phố mà ở đó có dấu tích của người Việt Nam chúng ta sống, gắn liền với 36 phố cổ xưa, mà quên mất rằng ngay cả trên 36 phố cổ xưa ấy, những kiến trúc hiện còn cũng chỉ là kiến trúc của đầu thế kỷ, là xưa nhất mà thôi. Và nếu như không nói tới cái dấu ấn của một cái đô thị bắt đầu mang tính chất hiện đại, mang cái dấu ấn của cái quy hoạch đô thị của người phương Tây, thì chúng ta sẽ bỏ qua một cái mảng rất quý của Hà Nội hiện nay. Đó là hệ thống những cái đường phố mà được xây dựng từ sau khi người Pháp đến, mà những cái kiến trúc thuộc địa hiện nay vẫn để lại cho chúng ta một cái dáng vẻ rất đặc trưng. Và chúng tôi nghĩ là cũng phải coi đó là một cái di sản của cái văn hóa của kiến trúc Hà Nội, dù rằng chúng ta vẫn nói rằng đó là kiến trúc dân tộc. Các bạn sẽ có dịp đi dọc một con đường phố rất nổi tiếng, nó sẽ là cái đường phố hiểu theo nghĩa hiện đại đầu tiên của Hà Nội, bắt đầu từ cái bảo tàng Louis Fino, tức bảo tàng tàng của trường Viễn Đông Bắc cổ cũ, đi dọc qua những cái địa điểm ngày nay là những cái công trình xây dựng tương đối là có cái sắc thái đặc trưng của thời kỳ thuộc địa, như chỗ Viện Bảo tàng Cách mạng, như là nhà hát lớn, rồi hàng loạt những cái cửa hàng của những công ty phương Tây như nhà Goda, như là khách sạn Con Gà Vàng, vân vân, và dọc đại lộ Tràng Tiền cho tới Hàng Khay và qua Hàng Trống. Đó chính là cái đường phố đầu tiên của cái Hà Nội hiện đại. Quan điểm của tôi là bên cạnh bảo vệ những cái khu phố cổ cũ với những công trình dân sự của người Việt Nam, thì không thể không coi những cái công trình xây dựng, kể cả những cái dinh thự lớn của thời thuộc địa, là một phần di sản của cái văn hóa của kiến trúc dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ thấy cái nét giao lưu văn hóa giữa kiến trúc cổ điển của người Việt Nam với những cái kiến trúc và cái quy hoạch của người phương Tây. Đó là cái nét mà chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta luôn luôn coi đó là hai cái yếu tố thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong vấn đề khôi phục, bảo tồn và xây dựng phát triển của Hà Nội ngày hôm nay. Trên đường phố Hà Nội cuối thế kỷ thứ 19, hình chụp tháng 4 1896. Cảnh hớt tóc đang lấy rái tai tại một góc phố Hà Nội cuối thế kỷ thứ 19, hình chụp tháng 4 1896. Xe kéo
cuối thế kỷ 19. Hình chụp 1896. Lại một cảnh khách bộ hành đi trên đường phố Hà Nội. Tại một góc chợ cổ Hà Nội cuối thế kỷ thứ 19. Kiến trúc lớn thời Pháp thuộc đầu thế kỷ thứ 20. Hiện nay đại để còn lại gần như toàn bộ, trở nên rất hiếm thấy trên thế giới, bởi thế giới đã biến đổi quá nhiều. Ta nên có kế hoạch bảo tồn khu phố cổ này để thu hút khách du lịch trong tương lai. Phố phường là 13 trại, khu vực nông nghiệp trồng rau hoa quả ở phía tây thành Thăng Long. Trước hết là trại Ngọc Hà, làng trồng hoa tiêu biểu của 13 trại Thăng Long Hà Nội xưa. Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Ở đầu phố Ngọc Hà, chúng ta thấy một kiến trúc nửa tàu, nửa ta, chính là dinh của Hoàng đế Bảo Đại mỗi khi mà ra Hà Nội cư trú, sau này là nhường lại cho Hoàng tử Bảo Long. Và bây giờ thì là một trụ sở của Bộ Nông nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đang ở đất Ngọc Hà, một thăm trại ở phía tây kinh thắp Đông Thành. Sử xếp hạng của Hà Nội, ngôi đình thờ một vị thánh rất là trẻ tuổi tên là Nàng Hoa, 9 tuổi đã cùng với lại cha anh tham gia chống giặc giữ nước, và do đó đã được
vua nhà Lý là phong làm thân của Ngọc Hà, và do đó mà đã xây dựng nên cái ngôi đình Ngọc Hà này để thờ nàng Hoa. Thưa cụ, cái Thăng Long Hà Nội của chúng ta ấy, thì ngoài cái khu vực mà cái thành thì phía đông là có 36 phố phường và phía tây thì có thập tam trại. Trong thập tam trại thì có Ngọc Hà và chúng tôi vừa đi qua, bây giờ là đến Đông Nước. Thì thưa cụ là người dân Đông Nước có phải không ạ? Tôi thì là đến ở đây thôi. Vâng, và thưa cụ thì như thế là cụ cho biết là thập tam trại của Hà Nội chúng ta có những cái gì ạ? Có Ngọc Hà, Ngũ Tiệp, Đại Yên, Đống Nước, Đại Yên, Liễu Giai, Thủ Lệ, Vận Phúc, vâng, rồi Cống Vị, vâng, Cống Yên, còn Cống Yên, vị, tôi, Đại Yên, Đại Yên rồi, Đại Yên đây ấy rồi, dạ. Thế mới lại Trảng Võ, Trảng Võ, thập vâng, trại là vâng, 13 trại của chúng tôi đấy, vâng, có cả Kim Mã nữa, có Kim Mã, vâng, Mã trên mình và như thế hai. Là đây là cái, đây cái, là đền Đống Nước, đền Đống Nước, vâng, nhân dân cũng, chúng tôi ở đây, vâng. Thưa cụ, thế đền Đống Nước ta đây là thờ vị nào ạ? Vị ta... Vị Thánh Lệ Mật. Không, hay Thánh Lệ Mật, nhưng mà Trịnh Nương Công Chúa. Trịnh Nương Chúa, hả? Vâng. Nhưng mà cụ vào xem bảng này tôi, nó dạ, tôi hay quên lắm. Vâng, thưa cụ, là năm nay là cụ bao nhiêu tuổi? Tôi 73 rồi. 73 rồi, vâng, vâng, vâng. Cụ như thế tức là cái Đống Nước của chúng ta là một trong thập tam trại, có phải không ạ? Vâng, vâng. Vâng. Là một trong thập tam trại của Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Chúng tôi thấy bức đại tự đề bốn chữ rất là đẹp. Tôi xin phép đọc là Họ Quốc Tí Dân, tức là giúp đỡ cho nước và là cứu giúp nhân dân. Đây là một vị thần giúp nước và yên dân. Đống Nước này còn giữ được những cái tác phẩm nghệ thuật dân gian rất là quý, đặc biệt là cái lỗ bộ này. Ở đằng trước chúng tôi thấy có một bức đề là Túc Tĩnh. Và đằng sau là một bức sơn son thiếp vàng đề là Lịch Triều Sắc Tặng, tức là bất cứ triều đại nào cũng phong cho vị thần này. Và ở bên tay trái hai chữ sắc chỉ, tức là do sắc lệnh nhà vua ban, và từ đó đi sâu vào trong nội cung chúng ta thấy có một bức cửa võng sơn son thiếp vàng rất là đặc sắc. Với ba bốn chữ tôi xin phép đọc Tam Tòa Thánh Mẫu. Tam Tòa Thánh Mẫu nghĩa là ở đây có ba Đức Thánh Mẫu: Đức Thiên Phủ cai trị tầng trời, Đức Địa Phủ cai trị tầng đất, và Đức Thoại Phủ cai trị tầng nước. Tiếng trong khu vực thập tam trại của Thăng Long Đông Đô Hà Nội, ngôi chùa này có tên là chùa Bát Mẫu hay là chùa Vạn Bảo, mà rất là nhiều nhà khoa học nghĩ rằng đây chính là chùa chân giáo của thời Lý. Ở bên trên cửa chúng ta thấy bốn chữ là Ưu Bát Hoa Khai,
tức là nở hoa Ưu Đàm, tức là hoa của Đức Phật. Và hai bên là đôi câu đối. Tôi xin đọc cái vế bên trái là nhập thiền nghi khởi từ bi niệm. Khi đã vào đến cửa thiền thì nên là niệm Phật từ bi. Đối vậy lại cái bên trái, vế câu đối bên trái là đáo cảnh đương sinh hoan hỷ tâm. Đến cái cảnh chùa này thì là nên phát sinh ra cái hoan hỷ, tức là cái đặc chất của đạo Phật lại là hết sức là lạc quan, là hoan hỷ. Chúng ta lại thấy một cái cửa Phật khác mang tên là tín nguyện hành, nghĩa là nếu có tin sẽ thực nguyện đi vào. Chùa Chân Giáo của đời Lý không ạ? Vâng. Vâng, là ngôi chùa xây dựng ở trên cái núi Vạn Bảo, có phải không ạ? Phải rồi, đúng vâng. Rồi. Và cụ Biệt Lam Trần Huy Bá là đã đến đây nhiều lần và đã xác minh rằng thì là đây là một cái di tích và một cái danh lam thắng cảnh của thủ đô, có phải không ạ? Vâng, có rồi. Vâng. Thế các ông cũng đã thông cảm. Nhìn xưa văn hiến với dạng di tích lịch sử chủ yếu là các đền đài, các đình, các chùa và văn miếu. Song mang tính Việt Nam cao, ta phải kể đến đền đài, các đình. Tại Hà Nội hiện nay, mỗi bước đi của ta là mỗi di tích. Nếu tính Việt Nam làm chuẩn mực, thì trước hết ta phải kể đến đền Đồng Cổ. Đền Đồng Cổ thờ thần chống đồng, tiêu biểu cho tinh thần độc lập tự chủ về văn hóa của dân tộc ta, biết trân trọng biểu tượng của nền văn hóa thời Hùng, nền văn hóa đồ đồng Đông Sơn rực sáng nhất của vùng Đông Nam Á thời đó, và biết trân trọng đạo lý trung tín của dân tộc ta. Đền Đồng Cổ thờ thần chống đồng được lập ra vào thời Lý từ năm 1028 tại Thăng Long, vốn được thờ ở Thanh Hóa và ở nhiều nơi, rồi được nhà Lý cho rước về và lập đền thờ ở Thăng Long. Theo truyền thuyết, nhà Lý đặt ra hội thề ở đền Đồng Cổ để trung thành với dòng họ và nhà nước Đại Việt. Rất tiếc, tinh thần thờ chống đồng này từ thời Đinh cũng như thời Lý đã không được phát huy đúng mức. Ý thức thờ thần chống đồng chúng tôi rất mong được phát huy để thế hệ chúng ta tiếp tục trân trọng biểu tượng văn hóa riêng của dân tộc ta, biết định hình và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xếp hạng năm 1991, đền thờ hai vị tướng của tương truyền là ở đời Hùng Vương và đã có công giúp nhà Lý, nhà Trần cũng như nhà Lê đánh giặc giữ nước.
trước cửa đền ta thấy có bức đại tự có ba chữ nho là Vệ Quốc Tự, tức là đền ngài Vệ Quốc. Đức Vệ Quốc cùng với ông anh hay là còn gọi là lạy ngài là gọi là Cống Lễ và Cá Lễ, tức là hai vị thánh tương truyền là ở đời Hùng Vương và đã giúp vua Hùng cũng như là các vua Lý Trần sau này là dựng nước và giữ nước, cho nên thì là được nhà Lý phong tướng và gả con gái, và sau này đến khi các ngài hóa thì đã được thờ là Đức Thượng Đẳng Thần ở di tích này. Chính vì vậy mà di tích này đã được Bộ Văn hóa xếp hạng. Ở trong đền Vệ Quốc này có hai bài thơ tứ tuyệt rất là hay, được khắc ở trên một cái bức cuốn thư và rất là có giá trị về nghệ thuật. Tôi xin phép đọc cái bức ở bên phải trước. Vạn cổ tải linh quang, Tô Giang Giang Thượng Nguyệt, An dân linh trạch trường, Hộ quốc thần uy chứ. Nghĩa là muôn muôn năm là cái ánh sáng thiêng liêng vẫn tồn tại, như là mặt trăng chiếu rọi ở trên sông Tô Lịch. Công đức của ngài an dân, cho nên thì là cái ơn đó còn trường tồn mãi mãi. Và cái công lao bảo vệ đất nước của ngài thì cái thần uy đó vẫn luôn luôn là hiển hách. Bây giờ tôi xin đọc cái bài thơ tứ tuyệt thứ hai, nói về công lao của vị thần ở đây. Hữu lý huy phong tại, phù trần sủng mệnh gia, thánh triều đôn dực bảo, linh khí ánh sơn hà. Dịch tạm nghĩa tức là các ngài giúp cho nhà Lý và được nhà Lý phong chức rất là cao vẫn còn tồn tại, và các ngài lại phò cho nhà Trần, và do đó mà cũng là được ơn rất là sâu xa. Đến Đức Thánh Triều này thì là ngài được tôn lên là Dực Bảo Trung Hưng Công Thần, thì là cái khí thiêng liêng của ngài vẫn soi sáng mãi cái núi sông này. Đền Vệ Quốc lại rất là may mắn là còn giữ được cái kiệu Bát Cống, là một cái tác phẩm nghệ thuật dân gian, vừa là tác phẩm điêu khắc mà vừa là một tác phẩm sơn mài rất là quý giá, không những riêng của cái ngôi đền này mà là của cả Hà Nội và của cả nước. Thì tuy là có quy mô khiêm tốn thôi, thế nhưng mà cái cung cấm của ngài thì lại vẫn giữ được cái kiến trúc truyền thống của dân tộc, tức là một cái ban thờ ở trên bốn cột mà làm theo kiểu gọi là sàn, và đằng trước đấy là linh vị của ngài. Ngoài cái kiệu Bát Cống là một tác phẩm nghệ thuật rất là quý giá thì ở đây chúng tôi nhận thấy là còn cái đồ lỗ bộ cũng hết sức là quý giá, trong đó có cái tấm biển mà có hai chữ Hán là Vệ Quốc. Lý Thường Kiệt tại làng Nam Đồng xưa, hiện nay ở quận Đống Đa, Hà Nội, thờ Lý Thường Kiệt, tiêu biểu cho đình Việt Nam thờ nhân thần làm thành hoàng của làng xá. Chúng ta đang đứng ở cái đình Nam Đồng, là một ngôi đình rất là cổ ở phía tây nam Hà Nội. Nam Đồng là một cái trại cùng với lại trại Thịnh Quang,
ở thế kỷ thứ 11 vào khoảng từ năm 1069 cho đến năm 1076, sau khi mà Đức Thái úy Lý Thường Kiệt đã bình chiêm phạt Tống, thì là chiêu dân ít nhất là bốn họ, là họ Đặng, họ Trần như là cụ Trần chúng ta đây, rồi thì là họ Phạm như là cụ đại biểu họ Phạm 72 tuổi của chúng ta ở đây, và thêm họ Nguyễn nữa, là bốn họ là được chiêu dân về lập ấp làm giàn ra cái trại này. Cho nên thì là sau khi mà Đức Thái úy Lý Thường Kiệt qua đời là vào cái quãng năm 1103, thì là các cụ ở dân làng đây vẫn tương truyền lại là an táng ở cái khu vực Nam Đồng ở đây. Vì thế nên nhớ công lao hộ quốc an dân của Đức Thái úy Lý Thường Kiệt, cho nên các cụ đã dựng cái ngôi đền sau này biến thành ngôi đình để thờ Đức Lý Thường Kiệt làm thành hoàng hay là làm phúc thần ở cái làng này. Ở giữa lòng thủ đô, tiếc thay là đang và bị thời gian tàn phá, nhưng mà ở phía chính ta vẫn còn có thể đọc được đôi câu đối ngợi ca Đức Lý Thường Kiệt. Tôi xin đọc cái vế bên phải trước: Đức đại an dân thiên cổ thịnh, nghĩa là cái đức của cụ lớn góp phần an dân, và như thế thì nó sẽ thịnh vượng đến muôn đời. Và cái vế bên trái này là công cao hộ quốc vạn niên trường, công đức của cụ rất là cao, mà cái công đấy là công mà bảo vệ cho đất nước, và vì thế cho nên thì là cái công lao đó thì vạn năm vẫn còn trường tồn. Cái chán bia có cái chữ là hậu thần bi ký, tức là bia gửi hậu vào để nương nhờ cái cửa thần, tức là cửa Đức Lý Thường Kiệt ở đây. Cái bia này thì có cái niên hiệu là Cảnh Hưng Thập Thất Niên Mạnh Thu Cốc Nhật, tức là bia này là tính sang dương lịch là năm 1757. Triết lý rất là hay, tức là sinh vi danh tướng, tử vi thần. Cho nên Đức Thái úy Thường Kiệt là khi còn sinh thời là một vị đại danh tướng, đại nguyên soái, cho nên là khi mất thì là được nhân dân làng Nam Đồng là thờ làm thành hoàng, và đây là vị thành hoàng duy nhất của làng Nam Đồng và được thờ ở Nam Đồng. Và chúng ta thấy rằng trước cái ngai thờ của ngài thì còn đôi câu đối nói rất rõ cái công lao sự nghiệp của ngài. Vâng, bây giờ tôi xin đọc đôi câu đối này nhé. Đôi câu đối này nói rất rõ về công lao sự nghiệp của ngài. Cái vế bên phải là phạt Tống phong công lưu đế giản. Tôi xin tạm dịch là cái công lao đánh Tống của ngài ấy, là đã được nhà vua phong và lưu truyền lại ở trong cái sử sách. Vâng, và cái vế thứ hai tôi xin đọc là bình chiêm vĩ tích tại vương cơ, tức là cái công lao, cái thành tích vĩ đại của ngài bình chiêm thành đã được lưu lại ở trong cái đất nước của cái nhà vua Lý này. Nhân tiện xin phép nói thêm rằng thì là vì cái ngôi đình để đã lâu, cho nên rằng thì là đã quét vôi hết,
May mà có cụ già làng ở Nam Đồng này, đoán là thế nào cũng còn câu đối, cho nên cạo vôi ra thì quả nhiên đã xuất hiện đôi câu đối này. Và đôi câu đối này thì là nói rất rõ về công lao sự nghiệp của Đức Quý Danh và cái quá trình trùng tu ở nơi đây. Báo cáo các đồng chí, tôi là Phạm Văn Cầm, là trong ban quản lý đình và chùa Nam Đồng. Là sau ngày 27 Tết năm Canh Ngọ thì nghĩa là chúng tôi đôn đốc và nhắc nhở đồng chí chủ tịch Nguyễn Xuân Đĩnh là chủ tịch phường Nam Đồng. Rồi sau thấy chúng tôi nên là rất đông, có các cụ, phụ nữ bà, tất cả đoàn thể và bốn dòng họ nên thì gọi là tinh chất để thúc ông xuống mở cửa đình để giả chúng tôi. Là vì văn hóa chiếm 32 năm mà tất cả các đồ thờ cấu trúc trong đình đều mất hết cả, chỉ có ngôi đình là trống không thôi. Sau khi đồng chí Đĩnh là chủ tịch phường Nam Đồng mở cái cung ra thì trong nó như là cái kho đông rác. Thế năm nào? Thế năm Canh Ngọ, tức là năm 1990. Thế sau khi đến lúc mở ngày 27 mở cửa một cái thì chúng tôi huy động tất cả những 50-60 cụ trong làng, 14 đồng họ ra bao sái tất cả. Thì ngày 29 là chúng tôi mời mà sư cụ Đàm Tiến ở chùa Nam Đồng ra làm lễ vị. Để có, từ đấy trở đi bà con đến lễ rất đông, rằm mùng 1 bà con đến hận lòng hảo tâm cung đức. Cho đến nay là văn hóa lấy tất cả các thứ đồ thờ cửa võng với câu đối ôm một cột, và không còn cái một thứ gì cả, chỉ còn cái khung nhà không thôi. Sau khi chúng tôi mới có bàn, trong ban quản lý của chúng tôi 11 người bàn nhất trí là chúng ta phải quyết tâm, bây giờ đã bên phường giả chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta phải có quyết tâm để làm sao tu bổ lại đình mỗi ngày khang trang. Sau đó là chúng tôi mới là xem trong đình thì nghĩa là hư hỏng tất cả cửa vọng, rồi là cả những kiệu chúng tôi xếp xó mà đống kia. Thế rồi là hai mái thì nó võng như là vũng châu đầm. Đến khi mà chúng tôi sửa cho đến nay đã hơn 20 triệu, do tiền công đức bà con là công đức hảo tâm và thấy đình đã lấy lại, thì trong dân làng bốn dòng họ bà con trong làng và ngoài phố và toàn phường đều phấn khởi nhất tâm, mỗi người tham gia công đức mới nhiều. Cái đường phố mới mở của thủ đô Hà Nội thuộc quận Đông Đa mang tên là phố Đặng Tiến Đông, là tên vị đô đốc Đông Lĩnh Hầu, là người chỉ huy cái cánh quân của Tây Sơn là đánh vào cái trận địa của giặc xâm lược Mãn Thanh vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789. Và cũng là năm 1989, nhân dịp kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa thì nhà nước đã cho xây dựng cái khu công viên ở Đống Đa này và cho tạc cái pho tượng Quang Trung là vị anh hùng dân tộc, là thống lĩnh chỉ huy toàn bộ cái chiến dịch Ngọc Hồi Đống Đa vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789. Sở dĩ là đặt tên đường phố Đặng Tiến Đông ở đây và cái công viên mà có pho tượng Quang Trung ở đây vì đây là khu vực Gò Đống Đa, là nơi là chiến trường năm 1789 mùa xuân giữa nghĩa quân Tây Sơn và 29 vạn giặc Mãn Thanh xâm lược. Để ở đây là bởi vì ở đây là cái khu vực mà có rất là nhiều gò đống, gọi chung là Gò Đống Đa. Hiện nay là còn lại một gò. Trên cái Gò Đống Đa hiện nay chúng ta thấy có cái ngôi miếu mang tên là miếu Trung Liệt Từ, tức là đền thờ các cái vị trung liệt là có công với lại dân với lại nước và đã hy sinh tử tiết vì cái sự nghiệp mà giữ nước và dựng nước của dân tộc ta. Gò Đống Đa với am chúng sinh, thờ chiến sĩ cả bên ta lẫn bên địch, tiêu biểu cho võ công oanh liệt vào bậc nhất của dân tộc ta và tinh thần rất nhân bản của Việt Nam. Đây là sau cái cận cảnh về Gò Đống Đa, chúng ta thấy cái con đường trước mặt đấy là cái con đường quan lộ cũ để đi vào cái cửa ngõ phía nam của thành Thăng Long là ô Chợ Dừa. Và ở phía bên kia đường thì các bạn thấy cái di tích của một ngôi chùa mang tên là Đồng Quang Tự. Đấy, ở bên phía trong chùa Đồng Quang đó có am chúng sinh
đấy là cái chiến trường chính giữa Tây Sơn và nghĩa quân Tây Sơn và giặc Thanh. Và sau khi mà chiến thắng rồi thì là chúng ta đã xây dựng cái tổ tiên chúng ta đã xây dựng cái am chúng sinh ở đó là để mà là chiêu hồn cho các cái chiến sĩ ở bên ta cũng như là các cái quân giặc mà đã bị chết ở trong cái trận chiến mùa xuân Kỷ Dậu. Quang đây thì như anh biết thì là cả một cái khu vực từ chùa Bộc mà lúc nãy ta đi xem rồi Gò Đống Đa rồi đây, tức là cái khu vực cái chiến trường xưa giữa cái nghĩa quân Tây Sơn và giặc Mãn Thanh, nhưng mà đây ấy là cái nơi chiến trường chính, cho nên thì là sau cái mùa xuân Kỷ Dậu 1789 ấy, thì ở đây có rất là nhiều hài cốt mà làm sao mà phân biệt được đâu là ta đâu là giặc, cho nên thì là đã xây dựng cả một cái nghĩa trang này thì gọi là nghĩa chủng lệ đan, tức là đây là một cái nghĩa địa và ở giữa cái nghĩa địa đó thì là lập ra một cái đàn để mà hay gọi là một cái am chúng sinh để mà chiêu hồn tất cả những người đã chết ở trong cái cuộc chiến tranh đó, hai bên đấy, cả hai bên giữa ta và địch. Đấy, thế rồi bây giờ thì là do cái tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc thì là cái am chúng sinh này cũng đồng thời lại là biến thành ra một cái điện để thờ vua Quang Trung là vị anh hùng dân tộc chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu. Nhưng mà thật ra thì là ở đây vốn là một cái am để mà thờ chung tất cả các cái chúng sinh, cả bên phía nghĩa quân Tây Sơn cũng như là bên phía quân Mãn Thanh mà đã chết ở trên cái trận địa Khương Thượng Đống Đa này. Chúng ta đang đứng giữa Hồ Gươm, trái tim của Hà Nội. Phía trước là phố Cầu Gỗ, ngày xưa gọi là Rue du Pont Ông Bois, vì là có một cái cầu nó nối giữa cái Hồ Hàng Đào và Hồ Gươm. Trước mặt chúng ta đây là đền Ngọc Sơn với cái cầu gọi là cầu Thê Húc. Thê Húc tiếng Hán nghĩa là đậu ánh sáng ban mai. Và phía trái đó là Trấn Ba Đình. Đấy là Trấn Ba Đình. Và xa xa là Hồ Gươm, chính là Hồ Tả Vọng. Còn cái Hồ Hữu Vọng, tức là Hồ Thủy Quân thì ngày nay đã lấp. Và trước mặt chúng ta đây là một cái di tích của thời thuộc địa, đầu thời thuộc địa, là tháp rùa, nơi mà những con rùa của Hồ Gươm vẫn lên để nghỉ mát. Nhà thơ trẻ thiên tài Trần Đăng Khoa khi từ xứ Đông lên đã có 4 câu thơ: Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời xanh. Vì quả thật khi cụ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu làm cái tháp bút này, đã trên đỉnh cổ ngọn tháp bút đã có 3 chữ Tả Thanh Thiên. Chùa Ngọc Sơn, trái tim của thành phố, hay nói như là một học giả Mỹ, đây là một
cái bông, một cái bó hoa con đặt giữa lòng thành phố ở cổng đền Ngọc Sơn. Chúng ta thấy bên phải có chữ Phúc và bên trái là có chữ Lộc, và bên trái này, ở bên trái này chúng ta thấy Đức Thần Siêu, Nguyễn Văn Siêu đã xây dựng cái tòa tháp bút, và bên cạnh đó là có Đài Nghiên. Cho nên người Hà Nội vẫn nói rằng Đài Nghiên tháp bút chưa mòn. Hà Nội luôn luôn tồn tại với thời gian ngàn năm vân vân. Đây là tháp bút với ba chữ đỏ là Tả Thanh Thiên, tức là viết thơ lên trời xanh và đi sâu vào bên trong. Chúng ta sẽ đến Đài Nghiên. Cho nên người Hà Nội có câu Đài Nghiên tháp bút chưa mòn, để nói về cái tính cách vĩnh cửu của Thăng Long, Đông Đô, Đông Kinh, Hà Nội ngàn năm văn vật. Tên chữ có nghĩa là cầu đậu ánh sáng ban mai. Đó là cái cầu vồng nối giữa bờ hồ Hoàn Kiếm với lại đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn là thờ Đức Văn Xương Đế Quân, tức là Đức chủ trì nền văn chương. Sau này có thờ thêm Đức Trần Hưng Đạo, và do có những người Hoa Kiều ở đây cho nên cũng thờ thêm Đức Quan Công. Sen chúng ta thấy một con đường mới sửa lại. Đây là đường đi vào phủ Tây Hồ, nơi mà chúa Liễu Hạnh đã gặp gỡ Trạng Bùng, Phùng Khắc Khoan cùng cử nhân Lý và Tú Tài Ngô trong một cái phong cảnh rất là huyền diệu ở mùa thu tháng 8 của Hà Nội. Và đã nơi đây đã nảy sinh một cuộc sướng họa giữa trai tài là Đức Trạng Bùng, Đức cử nhân Lý, Đức Tú Tài Ngô. Và vị siêu mẫu là bà chúa Liễu Hạnh. Thank you.
trước cổng phủ mẫu Tây Hồ. Trên cổng mẫu là có bốn chữ đại tự, tôi xin đọc là Phong Đài Nguyệt Các, tức là gác trăng và đài gió. Và hai bên có đôi câu đối nói rất rõ cái sự tích ngày xưa Đức Mẫu Liễu Hạnh gặp gỡ Trạng Bùng. Câu đối bên phải là Chứ Ý Tây Hồ Phong Nguyệt, Tử Điếm Hòa Thi Lâu, Văn Nhân Phùng Kỷ Ngộ. Tạm dịch là Hết Ý Trăng Gió Tây Hồ, nơi đây có tử điếm, nơi đây có lầu thơ, và Đức Văn Nhân họ Phùng, tức là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, đã từng gặp tiên. Và cái câu đối bên trái ngoài Nam Quốc Sơn Xuyên, cầm đài ca vũ tác tiên tử hội lâm phàm. Xin tạm dịch nghĩa là phóng khoáng cả một non sông nước Nam. Ở đây thì là có đài đàn, ở đây có ca múa, và chính là nơi ngày xưa tiên tử đã hội cùng với lại chúng nhân ở dưới phàm trần. Câu đối rất là quan trọng, tôi xin đọc bên tay phải: Tối linh nhi linh, thiên bản bội hoàn, chân cảnh tĩnh. Nguy mẫu chi mẫu, Tây Hồ hương hỏa Việt từ tôn. Và đôi câu đối là mẫu Liễu Hạnh là vị tối linh chi linh, tức là linh nhất trong các vị linh thiêng, và quê ngài là ở Thiên Bản, và do đó mà là nơi đây là một cái nơi cảnh sắc rất là chân chính và tĩnh lặng. Và bên kia là ngài là vị siêu mẫu của mẫu. Vào phủ Tây Hồ, chúng ta lại thấy tái hiện cái cảnh của thế kỷ thứ 17 mà ở trong câu đối đã nói là có tửu điếm, có thi lâu. Giờ đây chúng ta thấy có là rất là nhiều tửu điếm, và đặc biệt là cái quán đặc sản về bún ốc Thanh Niên ngày trước mang tên là đường Cổ Ngư, được đắp để ngăn hai bên hồ Tây với hồ Trúc Bạch vào năm 1620. Vốn nó có mang tên là Cố Ngự Yển, tức là con đê để phòng ngự cho nó kiên cố. Nhưng mà rồi thì là dân Hà Nội thì là bao giờ cũng nói một cách thanh nhã đấy, thì đọc từ Cố Ngự thành ra đọc chạy ra thành Cổ Ngư. Tam quan là có bốn chữ đề là Trấn Quốc Cổ Tự, tức là ngôi chùa cổ mang tên Trấn Quốc, và hai bên có đôi câu đối. Tôi xin đọc câu đối bên phải: Trấn Bắc Cổ Danh Lam, đảng đảng giảng
Tây Hồ Quang Tuệ Nhật, tức là cái tòa danh lam cổ mang tên là Trấn Bắc, thì là lãng đãng ở Tây Hồ và có cái mặt trời quang tuệ chiếu, tức là mặt trời của Đức Phật chiếu soi. Và câu đối bên trái là Việt Nam Kim Thắng Tích, Phương Tung Đông Thổ, Trấn Nam Quan, Trấn Thiền Quan, xin lỗi, tức là xin tạm dịch là cái thắng tích của Việt Nam hôm nay thì là cái dấu thơm ở cái đất Đông Thổ này vẫn là làm rạng rỡ cái cửa thiền. Xin nói thêm là chùa Trấn Quốc thì đến đời Nguyễn Thiệu Trị đổi tên là Trấn Bắc, cho nên mới bên câu đối mới có chữ Trấn Bắc cổ danh lam. Và nhà thơ bà huyện Thanh Quan đã có cái câu Thăng Long Thành Hoài cổ là Trấn Bắc hành cung bỏ dãi dầu, nỗi niềm đâu tưởng nhớ mà đau. Tức là bởi vì đã có lúc ở thời vua Lê Chúa Trịnh đã biến cái chùa Trấn Quốc này thành ra một cái hành cung, và chúa Trịnh Sâm đã đến đây để mà hành lạc cùng với lại các cung nữ, và đã biến cái ngôi chùa này thành ra là một cái nơi hành lạc rất là trái với lại giáo lý của nhà Phật. Bây giờ